Dạ, con xin chào các cô chú đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Hôm nay nhà con có về một số thôi, ý một số cây bông trang nè, mai chiếu thủy, nguyệt quế, với cây me. Dạ, mong được giao lưu cùng các cô chú. Số điện thoại con là 0932 233 513 cũng là số Zalo nha. Con nhà vườn Mỹ Xuyên. Rồi con bắt đầu vô mã số 1 là cây chiếu thủy nha. Đây. Đây này chiếu thủy nha cô. Rồi con xin đo thông số. Dạ chiều cao là 65. Hoành là 15. Rồi. Rồi mã số 1, mã số 1 xin giao lưu là 370.000 nha. Bao ship toàn quốc luôn, bao sống cây sống khỏe cô chú. Rồi, tiếp theo mã số 2. Cũng là chiếu thủy luôn. Cái này mau lắm cô chú, về là hay gì làm mình điểm vô dây đựng nước rồi đó. Chiều cao là 40. Hoành là 22. Rồi. Mã số 2 là 370.000, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã 3. Chiều cao là 47. Hoành là 23. Mã số 3 cũng là 370.000 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã số 4 là cây linh sam siêu bông lá gí nha cô chú. Đây. Cây này là đẹp luôn á, này là cây này vô dây mấy nước dây cô chú thành phẩm luôn nè. Cao là 31. Tán ngang là 47. Hoành của cây là 9. Rồi. Mã số 5. Mã số 5 xin giao lưu là mã số 4 là 500.000. Linh sam siêu bông lá gí. Rồi, tiếp theo là mã số 5. Bọt bông trang đỏ. Đó. Dạ, chiều cao là 30. Hoành là 12. Rồi. Mã số 5 con xin giao lưu là 400.000, bao ship luôn chú. Bao ship bao sống luôn. Cây thì thần chậu luôn á. Rồi, tiếp. Tiếp theo là mã số 6. Bông trang vàng. Đây cây này quá trời củ đế luôn nè. Cây này mình về mình vô dây mình điểm được rồi đó. Cao là 23. Hoành là 29. Quá. Có cũ không? Có đế như này là bị đắp này nè. Rồi, này mã số 6 550.000. Rồi, tiếp theo mã số 7. Bầu cây trang sen Nhật. Rồi, con xin đo. Dạ, chiều cao là 25. Cũ 13. Ấy hoành thang 13. Rồi mã số 7. Mã số 7 400.000. Rồi tiếp theo là mã số 8. Cũng là trang sen Nhật luôn. Cây nhỏ mà dốc ngọn cũ sắp đế luôn cô chú. Dạ cao là 26. Hoành là 8. Rồi, này mã số 8. 400. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là trang sinh nhật luôn. Cây thì thần chậu siêu bông luôn á. Cao là 24. Hoành 13. Mã số 9 400. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Mã số 10, một cây trang vàng. Cao là 30. Hoành là 14. Có cũ luôn nè, đế nở luôn. Rồi, mã số 10 600.000.
cây thần chậu nha cô chú. Khi đi con bó bầu quốc chậu nha cô chú, tại vì chậu này chậu sành không mà nha, chậu sành đi bể á. Dạ. Trang đỏ, mã số 10 trang đỏ lá nhỏ siêu bông, cao là 30. Quay hoành là 19 ha. Đây. Rồi. Này mã số mấy quên này. 11, mã số 11 550.000. Mã số 11. Rồi, tiếp. Rồi. Tiếp theo là mã 12 cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Rồi, mã 12. Đây, mã 12. Dán bay luôn. Đó. Bông chùm nó có hoa thơm luôn nha. Cây này đang cho hoa luôn á, để con đo. Chiều bay của cây là 110. Hoành là 17. Đây để có nè, con chỉ nó có một cái vết lũa trên lưng mà sành nha. Đây nè, nó khô luôn rồi nha, khô gan luôn rồi. Đó, này mã 12. Mã 12 này xin giao lưu là một đâu rồi? Hả? 1.250.000. Quá rẻ luôn, tiền ship cây này là cũng 700-800.000 đó cô. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã 13 một cây me chua. Mã 13 một cây me chua. Ừ. Đó, cây me này là vô dây điểm dây kính mít luôn đó cô chú. Dạ, chiều cao là 55. Quái cây me này quái luôn. Đây, hoành là 26 ha. Đó. Có trái luôn nha chú. Tại mỗi lần vô dây là cắt trái á. Rồi, này là mã 13 nha. Mã 13 xin vô lưu là 1.350.000. 1.350. Bao ship. Tới nhà luôn, bao ship, bao sống. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã 14 là một cây chiếu thủy nha. Rồi, tiếp theo là mã 14 không? Mã 14. Đó. Đây, để con đo thông số nha. Dạ, chiều cao là 135. Tới ngàn rồi chứ hả? 8 ngàn là 112. Dạ, hoành là 29. Rồi, này là mã 14 không? Mã 14 xin giao lưu là 3.700.000. Bao ship luôn nghe cô chú. Chiếu thủy nè. Đây 1 2 3 4 5 6. Rồi, tiếp theo là mã 15. Nó hơi bự á. Nó hơi bị nhóng. Rồi, tiếp theo là mã 15. Cũng là chiếu thủy luôn. Này cô chú lấy một cặp gì chơi đi cho nó đẹp để trước nhà. Đây, hàng này hàng là hàng lâu, hàng cổ, lâu lắm mới có một lần. Dạ, chiều cao là 131. Tán ngang là 102. Rồi, tại vị trí này nha, tại vị trí này là 35. Trên đây nhiều. Trên đây là 19. Rồi. Cái này là mã 15. Phải không? Đúng rồi, mã 15 cũng là 3.700.000.
mâm trái châu nghe cô chú. Lâu lâu mới có lô hàng này nè. Rồi tiếp theo là mã 16. Đây. Đây mã 16 chiếu thủy. Hoa đó là hoa này nè, nhí nè. Hoa rất là thơm luôn. Rồi. Chiều cao là 146. Gần mét rưỡi đúng không chú? Bán là 117. Hoành là 24. Mã 16. Mã 16 xin giao lưu là 3.700.000. Cũng bằng giá luôn. Cô chú lấy cặp giảm giá ưu đãi nha cô chú. Rồi, tiếp theo là mã 17. Nó một là một ca một giống màu giống thịt nè. Đây, mã 17 cũng là chiếu thủy luôn, mâm trái châu. Này mình vô chậu nhìn đẹp lắm, sang lắm. Lâu lâu mới có hàng này. Cao là 132. Ngang là 87. Quỳnh tại trí này là 36. Mã 17. Mã 17 là 3.2 triệu. Mã 17 là 3.200.000, bao ship bao sống tới nhà luôn. Rồi. Tiếp theo là cây chiếu thủy luôn ngoài đây nè. Đây. Đây chiếu thủy này chú mâm này nè. Đây cây này nặng quá á. Nặng quá rồi con nhờ giữ quay giùm ha. Mã số 18. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, mã số 18. Cũng mâm trái châu luôn. Rồi, con xin đo thông số nha. Rồi, cây này á, coi 1.5 m. Cây này 1.6 m á. Chiều cao là 1.6 m ha. Tới ngang 1.5 m á, hết thức dây luôn. Con đo hoành. Hoành là 34 ạ. Đây, cũ là 71. 18. Mã 18 là 6.700.000, bao ship toàn quốc luôn nha chú. Cây này bự á, tiền nặng tiền ship lắm. Bao ship luôn. Mã 10 tiếp theo là mã 19. Mã 19 mã 20 là ca cặp Nguyệt Quế nha. Đây, mã 19 là cây này. Tại vì nó nặng quá nên con nên lên mâm nổi chú. Cô chú nào lấy một cặp này để trước nhà là chân đi đẹp lắm. Rồi. Cao là 129. Tán ngang là 134. Hoành. Hoành là 36. Rồi, mã 19. Mã 19 là 5.200.000. Bao ship toàn quốc luôn. 5.2 triệu. Quá đẹp luôn. 68 một chớp. Rồi, tiếp theo là mã 20. Con xin phép đo chiều cao. Chiều cao là 1.5 m. 1.7 m.
dáng ngang là 1m37. Hoành là 49. Đây, mã 20 Nguyệt Quế lá sắn bo chùm. Đây, cây này nặng quá cô chú, mình lên mông xây lên không nổi. Cái nào hình ảnh không có nét cô chú kết bạn Zalo chụp hình xem lại kỹ chút xíu ha. Dạ, mã 20 xin giao lưu là 5.200.000. Rồi. Này, mã 20 cũng là mã cuối clip nha cô chú. À, cuối clip con xin chân thành cảm ơn các cô chú đã xem kênh, ủng hộ cho nhà vườn và ủng hộ cho kênh. Số điện thoại là 0932 233 513 cũng là số Zalo nha cô chú. Con xin hết ạ. À.